Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng máy xúc rác A5. Bây giờ mình sẽ khui thùng nha. Mỗi máy cắt này nó đều có những cái lớp xốp chống sốc ở hai bên để tránh va đập khi di chuyển, và các cái chi tiết đi kèm. Trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp phần tay quay. Các bạn hướng cái phần quay ra ngoài, sau đó thì lắp vào trục và dùng một cái con ốc ở trong cái túi zip này để lắp cố định tay quay vào trục của máy. Mỗi một cái máy cắt nó đều có một cái lục giác 6 cạnh đi kèm để chúng ta có thể vặn được cái con ốc này nó chặt hơn. Sau đó dùng cái nút cao su bịt lại. Tiếp theo ở đây mình có các tấm lót cắt. Đây là các tấm lót cắt của máy. Đây là tờ hướng dẫn sử dụng. Rất là dài và nhiều chữ, và đồng thời có kèm cả các cái hình ảnh hướng dẫn nữa. Là bạn nào không biết tiếng Anh thì có thể xem hình ảnh và làm theo nha. Một cái máy xúc rác nó sẽ có 4 cái tấm lót cắt đi kèm như thế này. Ở đây là máy xúc rác A5, cho nên là đối với một tờ giấy A4 này mình sẽ gấp đôi lại. Các cái khuôn thép thì các bạn để ý nó sẽ có một mặt cắt và một mặt trơn, thì cái mặt cắt chúng ta sẽ đặt vào giấy. Bây giờ sẽ là thứ tự của các cái tấm cắt này, thì cái tấm dày nhất chúng ta sẽ để dưới cùng, sau đó đến tấm mà có in chữ, một tấm nhựa trong, sau đó đến giấy, đến khuôn và cuối cùng là một tấm nhựa trong còn lại. Các bạn xếp cho các cái chi tiết này nó trùng, nó thẳng với nhau nhé. Đừng có để nó lệch, sau đó thì chúng ta sẽ đặt lên trên máy sát với trục quay và dùng tay quay để quay. Đây là máy mới nên là mình không thể test được, nó sẽ bị hằn lên trên cái tấm nhựa. Mình sẽ sử dụng cái máy mà mình đang dùng để test thử cho các bạn xem nhé. Khi mà cắt dập nổi thì chúng ta sẽ bỏ đi một cái tấm nhựa trong, còn khi mà cắt khuôn thép thì ta sẽ dùng tất cả các cái tấm lót này nha các bạn. Đây là cái máy A5 mà mình đang dùng. Mình đang dùng cái tấm lót của máy Powerbird, cho nên là các bạn nhìn thấy cái tấm nhựa nó ngắn hơn so với máy xúc rác. Đặt theo thứ tự. Sau đó thì cho tất cả vào sát với trục quay và quay cho toàn bộ cái phần này nó đi sang bên kia. Là chúng ta sẽ được cái chi tiết như thế này. Đó chính là cách dùng của máy cắt xích xích nha các bạn.